Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Thưa quý vị, nếu nói thông minh là một loại thiên phú, như vậy lương thiện chính là một loại chọn lựa. Nó là nền tảng của cuộc sống, kết nối tình thương giữa người với người. Có tâm lương thiện là tốt, nhưng phải biết cách tự bảo vệ mình, càng nên hiểu rõ dùng tâm lương thiện ở đúng người, đúng việc. Trong cuộc sống có 5 loại nhờ vả, dù bạn có quan hệ tốt đến thế nào với họ thì cũng tuyệt đối không nên giúp, kẻo chuốc họa vào thân. Mời quý vị cùng theo dõi kỹ hơn trong clip dưới đây và đừng quên chia sẻ nếu thấy ý nghĩa quý vị nhé. Lòng tốt cần sử dụng đúng người đúng việc. Bạn nên nhớ trong cuộc sống này không phải ai cũng xứng để nhận được sự giúp đỡ. Trong cuộc sống có 5 loại nhờ vả, dù bạn và đối phương có quan hệ tốt đến đâu đi nữa cũng tuyệt đối không nên giúp đỡ. Đừng giúp những người không biết ơn, biết đủ. Đôi khi cho một nắm gạo, người ta có thể coi bạn là ân nhân, nhưng cho một bao gạo, người ta sẽ coi bạn là kẻ thù. Đưa hoa hồng cho người biết thưởng thức, người ta sẽ quay đầu mỉm cười với bạn một cái. Ngược lại, đưa hoa hồng cho người không biết ơn, anh ta chỉ biết soi gai trên hoa hồng và nghĩ bạn không có ý tốt. Lòng tốt của bạn cũng như vậy, bạn giúp những người khác nhau sẽ nhận được kết quả hoàn toàn khác nhau. Đừng tự làm bản thân khó xử, đừng giúp người khác biết ơn, biết đủ. Đừng khiến tâm thiện của bản thân bị nhiễm bẩn bởi những người không đáng, cũng đừng để lòng tốt của bản thân bị người ta chà đạp. Đối với một người biết ơn, dù bạn chỉ giúp việc nhỏ xíu, anh ta vẫn không quên tình nghĩa. Đối với một người vô ơn, dù bạn có giúp anh ta nhiều hơn nữa, anh ta đều cho rằng sự giúp đỡ của bạn là hiển nhiên. Đến một ngày nào đó bạn không thể giúp đỡ được ai nữa, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn nợ anh ta. Lòng tham con người là vô đáy, đối với những người không biết đủ, sự lương thiện của bạn sau này sẽ chỉ làm hại bản thân. Bạn sẽ không thể gọi được một người đang giả vờ ngủ thức dậy, cũng sẽ không thể nào làm thỏa mãn được một người vô ơn và tham lam. Lương thiện và nhân ái là miễn phí, nhưng nó không phải thứ đồ rẻ mạt. Lòng tốt cần sử dụng đúng người, yêu thương cần có lý trí, nên nhớ không phải ai cũng xứng để được nhận lòng tốt và tình yêu thương. Đừng giúp những việc làm hại đến người khác. Nếu có người nhờ bạn làm những việc tổn thương người khác, dù có thân thiết cũng đừng nên mù quáng giúp đỡ. Đừng vì một phút nghĩa khí nhất thời mà để hối hận cả một đời. Bạn sẽ mãi mãi không biết được. Cái bạn gọi là lương thiện, là người tốt kia sẽ gây tổn thương đến người khác như thế nào đâu. Trong trường hợp này, lòng thiện của bạn lại giúp người khác làm điều ác, và chính bạn cũng đang làm điều ác. Đừng giúp người khác đưa ra quyết định quan trọng. Đừng giúp người khác trong việc quyết định những chuyện quan trọng. Đừng để sự nhiệt tình của bản thân dẫn người khác đến quyết định sai lầm. Cũng đừng để những hạn chế của bản thân ảnh hưởng đến người khác. Tôi đã từng đọc một đoạn văn trong sách có nội dung rất đáng suy ngẫm. Đến khi bạn già rồi, nhìn lại quá khứ, nhớ lại những việc đã từng trải qua, từ việc du học đến lần đầu tiên quyết định công việc cho bản thân, từ việc chọn người yêu đến đối tượng kết hôn, tất cả đều là những thay đổi lớn trong số phận, buộc bạn tự đưa ra quyết định. Thế nên dù bạn có kinh nghiệm nhiều đến đâu chăng nữa, cũng đừng nên giúp bất cứ ai quyết định những việc quan trọng trong đời họ. Dù người đó có làm người thân, bạn thân đi nữa, cũng không nên giúp họ việc này. Bởi vì sau tất cả những quyết định, đó là cuộc đời của họ, không phải bạn. Đừng giúp người khác những chuyện liên quan đến tiền bạc và lợi ích. Những người càng tốt bụng lại càng khó nhận ra ý xấu từ người khác. Đa số rất nhiều người lương thiện sẽ không để ý, cũng không nhận ra bản thân mình đang bị người khác tính kế lợi dụng lòng tốt của họ để làm chuyện xấu. Có đôi khi bạn dùng hết cả tấm lòng để giúp người khác, khiến bản thân ta mệt mỏi, người nhà tâm bệnh, nhưng đến cuối cùng thì lại chỉ nhận được sự phản bội, bị người ta cắn ngược một cái. Đây cũng là một trong những lý do mà con người trong xã hội ngày nay mang tiếng lạnh lùng vô tâm. Bởi vì có quá nhiều sự lừa gạt, dối trá nên họ lựa chọn vô cảm với cuộc sống. Giữa bạn bè, người thân với nhau, khi gặp khó khăn, thỉnh thoảng nhờ giúp đỡ là một việc hết sức bình thường. Nhưng người xưa có câu rất đúng: không nên có tâm hại người, nhưng nhất định phải có tâm phòng người. Vì thế những việc liên quan đến tiền bạc và lợi ích, đừng nên tùy tiện giúp đỡ,
phải biết thận trọng suy xét rõ ràng. Bạn nên nhớ kỹ, bạn không chỉ có một mình phía sau bạn, còn có cả một gia đình. Vì vậy đừng vì một phút nhất thời làm người tốt mà liên lụy những người thân yêu của mình. Đừng giúp những người vượt quá năng lực bản thân. Người xưa có câu, sức hèn chớ vác nặng nhiều, nói không trọng lượng chớ điều khuyên ai. Câu này muốn khuyên mọi người chỉ nên làm những gì mà bản thân có đủ năng lực, cho dù muốn làm việc thiện cũng nên hiểu rõ chừng mực. Những việc nằm trong khả năng có thể giúp cứu giúp, những việc nằm ngoài khả năng đừng miễn cưỡng bản thân làm gì. Vì cái tiếng người tốt, vì để giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cố ép bản thân đi giúp những việc nằm ngoài tầm với, không tự gia tăng áp lực cho bản thân mà còn mất nhiều tính, trí lực và thời gian, thậm chí còn có khi phản tác dụng. Biết cách từ chối cũng là một trong những biểu hiện của sự trưởng thành. Thực ra không giúp những việc không thể chính là lựa chọn tốt nhất cho bản thân và người khác. Vừa không tự làm khó bản thân, lại có thể để người kia tự đưa ra một lựa chọn mới. Đây mới là biểu hiện trách nhiệm tốt nhất đối với bản thân và người khác. Cho nên, đừng vì làm người tốt mà cái gì cũng nhận giúp, làm liên lụy bản thân, khiến bản thân mệt mỏi. Cũng đừng vì chữ xin lỗi, tôi không thể giúp của đối phương mà giận dỗi ôm hận. Việc của bản thân nên tự mình nghĩ cách giải quyết, muốn làm người tốt cũng nên tùy vào khả năng của mình, như vậy mới đem lại kết quả tốt. Người ta luôn tìm kiếm, luôn khát khao, nhưng lại không biết rằng bản thân đang nắm giữ một kho tài sản vô giá. Vậy tài sản ấy là gì? Bạn đã tìm ra chưa? Câu chuyện 1. Tài sản thật sự. Có một chàng trai cả ngày giàu dĩ không vui, thường hay than phiền bản thân, mình là kẻ thất bại. Anh suy đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được cách để làm giàu, bèn tìm đến thầy tướng số, hỏi bản thân rốt cuộc đến khi nào mới có thể có được tài phú. Thầy tướng số này xem bát tự ngày sinh, rồi lại liếc nhìn ngũ quan của anh, chậm rãi nói, chàng trai trẻ, hiện tại không phải cậu đã có rất nhiều tài phú rồi sao? Làm gì có? Chàng trai trẻ ngơ ngác hỏi. Chúng ở trên người cậu đấy thôi, đôi mắt của cậu chính là tài phú. Có được nó, cậu có thể nhìn thấy được mọi sự vật tốt đẹp trên đời, đồng thời có thể đọc sách học hành. Đôi tay của cậu cũng chính là tài phú. Có được nó, cậu có thể lao động kiếm tiền, còn có thể ôm ấp người mà cậu yêu thương. Đôi chân của cậu cũng chính là tài phú. Có được nó, cậu có thể cất bước như bay, đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn đi. Còn có đầu óc, sức khỏe, tâm hồn, cậu đã thực sự có được rất nhiều tài phú. Những thứ này cũng là tài phú ư? Không phải mỗi người cũng đều có những thứ này cả ư? Chàng trai trẻ mồ côi hỏi. Chàng trai trẻ, những thứ này đều là tài phú cả. Vị thầy tướng số trả lời, nói, những tài phú mà cậu đang có này vốn không phải ai cũng đều có thể may mắn có được. Ví như cậu nói có đồng ý cho tôi đôi mắt của cậu không? Có đồng ý cho tôi đôi tay của cậu không? Tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền. Chàng trai trẻ nghe xong liền vội lắc đầu. Vị thầy tướng số nói tiếp, đúng vậy, hơn nữa tuy rất nhiều người cũng đều có những tài sản này nhưng lại không vận dụng cho tốt. Không những không cảm ơn ân trạch của ông trời, còn không ngừng than thân trách phận, trách ông trời bất công với mình. Một lúc nào đó, nếu không cậu mất đi sự may mắn, thì bất kỳ một thứ gì trong những thứ này, lúc đó cậu sẽ biết được rằng chúng thật sự đáng quý biết bao. Suy ngẫm, con người thường luôn không biết thỏa mãn, thậm chí oán trách ông trời bất công với mình. Rất nhiều người chỉ một lòng cầu cạnh bên ngoài, làm đến thương tích khắp mình, vẫn chưa chịu thôi. Kỳ thực ông trời đã cho bạn sinh mệnh đáng quý nhất. Nếu như có thể buông bỏ dục vọng không giới hạn trong tâm, bạn cũng có thể sáng tạo nên tài phú của riêng mình. Câu chuyện 2. Một túi bảo thạch. Một buổi sáng sớm, trời còn chưa sáng, người đánh cá đến bờ sông chuẩn bị thả lưới. Ở bên bờ, anh ta cảm thấy dưới chân mình
như có vật gì đó. Cúi xuống tò mò, thử một là túi đá. Anh ta nhặt cái túi lên, để lưới cá sang một bên, ngồi ở bên bờ, chờ mặt trời mọc. Anh ta ngồi đợi ánh bình minh để bắt đầu công việc của một ngày. Anh uể oải lấy một viên đá từ trong túi ra, ném vào trong nước, sau đó lại lấy tiếp một viên khác nữa. Bởi không có chuyện gì khác để làm, anh ta tiếp tục ném từng viên đá xuống sông. Ánh mặt trời từ từ mọc lên, mặt đất đã được chiếu sáng. Lúc này ngoài viên đá cuối cùng đang được cầm trên tay ra, những viên đá khác đều đã ném sạch cả rồi. Khi anh ta nhìn rõ vật mình đang cầm trên tay, tim của anh tưởng chừng ngừng đập, đó là một viên đá quý. Trong bóng tối, anh lại đem cả một túi đá quý ném hết sạch. Trong lúc vô tri, anh ta không biết rốt cuộc mình đã tổn thất bao nhiêu. Anh vô cùng hối hận, tự mắng chửi bản thân mình. Ngồi đó đau lòng khóc sống lên, tài sản mà anh ta vô tình có được hoàn toàn đủ để thay đổi cuộc sống của anh ta. Thế mà trong lúc vô tình không ý thức được, ở trong bóng tối anh lại ném mất chúng đi. Suy ngẫm, Thượng Đế đối với mỗi người đều rất công bằng. Ngài đều cấp cho mỗi người chúng ta cơ hội như nhau, chỉ có điều là bạn xem cơ hội này là đá quý hay là đá vụn mà thôi.